cho công ty mẹ facebook sở hữu mạng xã hội facebook instagram whatsapp và nhiều nền tảng khác logo mới chỉ đơn giản là facebook nhưng có thể thấy một số hiệu ứng màu sắc đặc biệt hình ảnh cho thấy sự chuyển đổi màu sắc khác nhau gồm có màu xanh dương đại diện cho facebook xanh lá cây đại diện cho whatsapp màu hồng đại diện cho instagram logo mới này sẽ được đưa vào sử dụng trong tuần tới trên các sản phẩm và chương trình tiếp thị của facebook cách đây vài tháng Facebook cũng cho biết sẽ thêm vào cụm từ Facebook trong một số ứng dụng của mình. Như vậy, chúng ta sẽ thấy logo mới của Facebook thay vì dòng chữ màu xanh truyền thống. Facebook vốn vẫn sử dụng tên gọi mạng xã hội lớn nhất thế giới này để đại diện cho cả công ty, nhưng sau 15 năm thành lập, Facebook ngày càng mở rộng và có thêm nhiều nền tảng cũng như ứng dụng khác nhau. Có lẽ vì vậy mà Facebook cho rằng cần phân biệt giữa công ty mẹ và mạng xã hội Facebook. Do đó, logo của mạng xã hội Facebook sẽ không thay đổi, vẫn giữ màu xanh dương truyền thống. Theo báo cáo của Bloomberg, Facebook đã từng xem xét đến việc đổi tên công ty mẹ giống như snapchat đã từng làm tuy nhiên cuối cùng thì facebook quyết định phân biệt chỉ bằng logo mới thay vì đổi tên gọi